Xin chào mọi người đang xem kênh Dạo Quanh TV của Tiên nha. Thì hôm nay Tiên và chị Mì Chin sẽ đi du lịch một vòng Nghệ An, đó là đi thăm nhà của bác và đi ăn đặc sản Nghệ An, súp lươn Nghệ An. Nói chung là hôm nay hai chị em của Tiên sẽ đi trải nghiệm thành phố Vinh và Nghệ An một vòng nha mọi người. Let's go. Go go. Xe đã đến rồi. Chào anh. Hả? Xin chào. Xin chào. Lên đường. 12 giờ trưa cho nên là mọi người ghé vô ăn súp lươn nha mọi người. Ăn súp lươn đặc sản của Nghệ An nè. Mọi người ơi, vẫy tay chào cái nào mọi người ơi. Mọi người sẽ phần súp lươn ăn lấy sức nha. Đặc sản Nghệ An ngon lắm. Đây là súp lươn. Súp lươn này thì người ta có cho mình một cái bánh mì nhỏ nhỏ xinh xinh để mình có thể xé ra và chấm ăn chung với súp nha. Và đây là cháo lươn. Wow, nhìn rất là ngon và hấp dẫn nha mọi người. Rồi em đặt đây, để cái bát súp vào. Tiên sẽ nặn vào đây một miếng chanh nha. Wow, đúng là được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên được ăn đặc sản Nghệ An súp lươn. Wow. Lươn thì người ta đã rút xương hết rồi nha mọi người, chỉ còn thịt nạc thôi cho nên rất là dễ ăn. Cái này ngon ạ. Đây là bánh mì nha, mình sẽ xé ra một miếng vừa ăn. Chấm vô. Ngon quá. Cây rất là ngọt nè mọi người. Bánh mì cái này ăn kiểu như là hồi đó Tiên hay ăn kiểu mà mì gói xong rồi xếp bánh mì chấm vô cái nước mì ăn á mọi người, không biết mọi người có ăn giống vậy không, nhưng mà Tiên hồi nhỏ là hay ăn thì rất là ngon luôn. Nhưng mà cái này cao cấp hơn nữa, đây là súp lươn chứ không phải là mì gói. Ngon. Ăn thử con lươn nha. Lươn rút xương hết rồi, cái này trẻ em ăn chứ bằng tiện lắm á, thì không có sót xương á. Nước súp nóng hổi luôn, chua chua cay cay mặn mặn mặn. Đây là tô súp lươn của bà bánh mì nha. Bà sẽ chấm bánh mì với súp và ăn thử. Ngon chị. Cái gì? Phun phun mát thì tốt. Phun. Phun mát. Cái gì? Phun gì? À. Ngò gai, ngò gai. Ngò chè, ngò chè mát. Chị nói cái mùi ngò gai rất là thơm luôn. Bóc chặt, bóc chặt. Phải chặt. Cái quán này chắc như là nổi tiếng ở Nghệ An lắm đúng không cưng? Nghe nói là buổi sáng đông khách lắm, phải mua vé mới được vô ăn đó mọi người. Tại vì ở Nghệ An thường là người ta ăn súp lươn vào buổi sáng á. Wow, hôm nay được mở mang tầm mắt, đúng là đi một ngày đàn ông sàn côn rồi. Nhưng mà công nhận người ta làm sao mà xương này người ta đốc, con lươn này người ta đốc xuống cho hay thiệt chứ. Không còn một miếng xương vụn nào luôn. Chị vì chưa tưởng đó là con lươn không xương luôn mọi người. Tại vì người người ta lấy xương quá kỹ, không có một chút xương dặm nào, xương dâm nào luôn. Nghĩ sao con lươn không xương? Nhưng mà rất là ngon nha, nói chung là ngon. Cái bánh mì này cũng ngon nữa. Chị Phan là thích rồi à? Bánh mì này chắc là người ta tự làm em ha. Chắc là cái quán này người ta tự làm luôn. Nhỏ nhỏ mà nó ngon lắm, đặc ruột. Mềm. Về Việt Nam chiếc này mà không tăng ký là đời không nể nha. Ít nhất mới đang đựng ký. Ghê, dồn dân cá mạnh này, mạnh không này đó.
Cô Lương này nhiều dinh dưỡng lắm nè mọi người, tốt cho sức khỏe lắm luôn á. Cái ăn được không cha? Dạ, dạ được, dạ anh hỏi kìa. Hương ăn được không Hương? Em là tại nhiên của quất. Hương ướt nhai cả quả. Hẹn qua thấy cây ớt trước nhà của anh Hán ngon á, cây ớt sung xuề. Anh ăn nhiều đi anh, cá giác giả ăn nhiều vô. Cái này là mình đang ở ngay trung tâm thành phố Vinh luôn hả em? Món tiếp theo sẽ là cháo lương nha. Mẹ Tiên sẽ mất thử, chị mình chỉ một chén cháo lương. Ngò dai rất là thơm luôn, hành tây cũng rất là ngon. Phải cặp luôn. Phải chuyện em chỉ thấy món này ngon, không cay gì chứ, ăn rất là ngon. Tiên thì kiểu như là cái món nào mà có ngò gai như là Tiên Khoái à, tại vì Tiên Khoái ăn ngò gai cái mũi rất cực kỳ. Thôi, bà bị Tiên bị mê mẩn món cháo rồi, Tiên ngon hoài luôn. Tiên thấy là bà khoái cháo lương hơn là món súp lương á. Đó, Tiên một ướm à bắt đầu rồi đó. Đúng bất cẩn. Mẹ Chinh mà ăn ngon mà biết bà ăn thực sự ngon là dễ lắm. Bà không nói cho mà ướm à không ạ. Bà như tụi cũng hết á mà. Mà thấy trên nào thì ghê, ghi chê. Bà nói mình cũng ướm mà nói bà hay gì. Cũng đẹp. Ít gì nước cho bà trà. Trục chu thăng như này à. À hay cái tụi cái này cũng đó. À, mùi lắc của nào luôn. Chiếc nước cho bà trà nọc luôn như nè. Khi mà mình vừa bỏ vô miệng á là cái mùi đậu xanh là sọc vô miệng liền, sọc vô mũi liền. Cháo lương người ta nói với đậu xanh. Mò gai. Wow, ngon quá ngon. Đi vào cái nên có no đến chứ. No lắm. Cũng phải kiểu mà no rồi. Đã đi được 3 giờ chiều lên. Cái nước súp này rất là nhanh. Ngon nữa. Chị Mỹ Kim đã bị chinh phục bởi món súp lương và cháo lương mà nghe. Thì đi cà phê rồi thì có đến nước trước. Tôi làm cho lý cà phê này kia mà lên. Cà phê này không có chùa. Cái mít của cháu mà ra. Mít của cháu mà ra. À, cái nước đẹp. Vừa nóng á. Chị bánh mì chỉ nói là bữa nào có cũng có lương nước ngọt nhưng mà nó hôi lắm. Còn lương này không có hôi chứ đó. Tại vì người ta đã làm tách nhớ từ người ta rửa mùi hết rồi mọi người. Nó rất là ngon. Sau này cho từ kia lên năm đàn. Nhớ nhìn thiệt cũng thiệt. Mấy mừng lạch ra. Món thứ ba trong series ẩm thực Nghệ An hôm nay sẽ là món người ta không có sốt khoang. Nghĩa là người ta dùng thịt bò sốt khoang đó mọi người, chắc là cũng nấu dạng súp cây ha. Mình sẽ thử. Nếu Tiên nhớ không lầm thì từ cái ngày mà Tiên đặt chân tới đây là ngày nào cũng có thịt bò vô miệng chân á. Đến tối ngủ mà mới thấy con bò luôn đó. Ngày nào cũng có cho ăn bò hết trơn á. Bùi đi dơ ghi ô tên bù thơ. Dơ ghi ok, chắc hắn nên là để kế sốt số của mình là mềm. Ai sốt của kế của nó gì? Đây là lương sấy khô hả cô? Đây là lương sấy khô hả cô? Lương chiên. Lương chiên. À, cũng như là mình ăn vặt hay là sao cô? Mình ăn trực tiếp với là ăn về miền sao. À. Ăn trực tiếp cũng không được. Ăn trực tiếp buồn buồn mà anh ăn hoặc là nhắm rượu ăn cũng được hả cô? Vâng. Đây là lương người ta
chiên cho mọi người. Đã ướp gia vị và chiên lên rồi thì mình có thể ăn vặt cũng được, hoặc là mình có thể làm món nhắm bia rượu cũng rất là ngon luôn. Mình sau khi người ta chiên xong thì người ta sẽ cho bột như thế này. Một bột là bao nhiêu gram? Bột này là 2 lạng rưỡi. 2 lạng rưỡi. 2 lạng rưỡi là 250 gram. 250 gram. À, là bao nhiêu tiền nữa cô ha? Một gói này là 340 ngàn. Một cân là 1.350. 250 gram là 340 ngàn. 340 ngàn một gói. À, nhìn những con lươn này rất là ngon. À, như thế này. À, cái này là dạng cũng là cái này đó cô. À, đây là lớp 2, đây là chị em. À, đây là sau khi người ta đóng gói xong là mọi người đó, 340 ngàn một gói. Ngon á. Như cái quán của cô là nổi tiếng nhất ở Nghệ An đúng không cô? Nghe nói là sáng là phải đứng xếp hàng không dám được ăn. Những con lươn có kích cỡ rất là vừa ăn, mềm ngon, đã được chiên sẵn lên như thế này. Wow, đúng là được mở mang tầm mắt. Cái quán này cũng khá là nổi tiếng ở đây đó mọi người. Mọi người như đã ăn xong rồi, còn mấy giây nó chưa ăn xong. Ngon chứ? Ngon. Chào mừng tiếp bạn đến với người đây không? Mấy cô nhỏ hết vậy? Sao không ăn nữa? Ăn một dòng cân mà. Rồi ông nào ăn chay đâu? Này này, ăn chay. Ăn chay mà làm mấy con lươn rồi trời. Chết rồi. Này ai chứng ta? Bây giờ Tiên đang ở làng Sen với bác cùng với bé Trang. Trang, đây là bé mà đặt vé và khách sạn mỗi lần khi mà Tiên về Việt Nam á mọi người. Một chút xíu nữa Tiên sẽ cho mọi người xem profile để ai mà có muốn mua vé hay là gì thì liên hệ bé nha. Rất là tận tình tỉ mỉ cho mọi người một chuyến đi nó năn nỉ mọi người như là người yêu vậy đó. Trước khi là người yêu cũ nhá. Chứ không phải người yêu cũ nha. À, mình đang đi. Đây là mình có cầm theo hoa sen, để chút xíu nữa mình vô mình thắp hương cho bác nè. Đi chỉ. Mọi người ơi. Không phải trả lời. Mọi người. Nhục nhã. Đâu lại nha, đâu lại nè. Ôi là trời. Mọi người ơi. Ờ. Ơi. Mọi người ơi. Hôm nay đi chơi có vui không? Chưa đi. Không được rồi. Hồi đó giờ toàn là đọc trong sách không à. Lần đầu tiên mới được đặt chân đến tận đây nha. Rất là hồi hộp luôn. Mưa hả? Mưa mọi người? Về đấy. Mấy đưa vào trong đó. Đưa vào trong đi mấy. Đưa vào đi chị. À, rồi. Rồi vào trong ha. Yêu chip, yêu chip. Hồ Chí Minh trường sát yêu chip. À, đây là ngôi nhà hàng xóm của cụ Nguyễn Sinh Sắc nha mọi người. Bây giờ mình sẽ về đây để tham quan nha. Phía trước thì ve kêu rất là nhiều luôn. Và khi tụi mình đi đây thì bị nó đái cho mấy giọt. Mà Tiên với chị Mì Chi là tưởng mưa phùn không à. Ai ngờ đâu là đây là món đặc sản của Nghệ An. Tưởng đâu mấy đứa nhỏ nó chơi ai về nó nói thiệt. Mình sẽ đi mon theo con đường này nha. Đây là gian sao ha. Gian sao, gian phụ. Bếp. Ờ, bếp tài của. Đây là bếp của. Cái củi để chắc là giã gạo hay cái gì đó ha. Để giã gạo các thứ rồi. Có mấy cái tum đó nè. Ông chấm rồi có mấy cái rổ ở trên đó nè. Để ông đồ quý khách không sờ đến gì hết. Đúng rồi. Chỉ giờ bằng mắt thì không được sờ nha. Mưa này cơm này. Phải gọi là cái mưa đó. Mưa này là cơm nha. 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 Mưa này là cơ
Trời ơi, bị hết nhiều lắm. Đây chắc là cái buồng để ngủ á mọi người. Là gian chính để ngồi uống trà và thờ, bàn thờ. Gian chính thì có bàn thờ nè, và bộ bàn ghế. Chắc là để uống trà tiếp khách rồi. Bông hoa, dâm bụt. Đây là chân chấu. Hả? Chuồng trâu hả? À, đây là chuồng trâu hồi xưa nè mọi người. Có cây bừa. Để ăn gọi là chuồng chu. Chuồng chu hả? Chuồng chu. Đây là nhà thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà ông Nguyễn Sinh Sắc. Nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc nha mọi người. Hồ Chí Minh chủ sở là Apa. Wow, bà. Chào mừng chào. Wow, một cây bưởi trà bá lửa luôn mọi người. Em ở miền Tây. Rồi, bây giờ Tiên sẽ vô để dâng hoa sen lên cho cụ nha mọi người. Dân hoa lên cho bác nha. Cảm ơn đây, tại vì ở đây là người ta phòng chống cháy á mọi người, nên là mình không có thắp hương ở đây. Mà mình muốn thắp hương thì mình sẽ ra ngoài thắp. Về thăm quê hương bác. Di tích này có tên gọi Làng Sen là quê nội. Bác Hồ sống ở đây từ năm 11 đến 16 tuổi và hai lần đón bác về thăm, năm 1957, năm 1961. Di tích có cách đây hơn 100 năm. Năm 1901, bộ bác đi thi và đỗ phó bằng. Bà con vinh dự có cái đỗ cao, họ góp công của rồi mua ngôi nhà gỗ này để mừng cho bố bác. Phong tục vinh quy bái tổ, ông Nguyễn Sinh Sắc đưa cả con trở về quê nội. Về đây nhà bác chỉ còn 4 người là bố, anh trai, chị gái và bác. Mẹ bác mất ở tuổi 33, mất ở Huế. Em trai bác Hồ cầu nguyện sinh xin mất chưa tròn 1 tuổi. Là người trọng ơn nghĩa bố bác lập ban thờ này để thờ vợ. Bây giờ người thân của bác không còn nữa. Ban thờ đã trở thành thờ cả bố, mẹ, anh trai và chị gái của bác. Bỏ hoa con cháu, về đây sân lễ hôm nay, chúng ta đã tưởng nhớ người thân yêu của bác Hồ. Có tạm biệt nhà vua ban tặng khi bộ bác đổ phó bản ân tử Ninh Sa, ơn vua ban về cho gia đình tốt, bộ bác Hồ muốn đặt để tưởng nhớ công ơn vợ. Còn bộ phạm sang nhạc đầu tiên này bộ bác Hồ xuống tiếp khách. Ngay đó 11 tuổi bác được đứng bên cạnh tiếp thuộc nước cho khách. Bác nghe được câu chuyện các cụ ban về việc nước, đã hiểu được nỗi trăn trở, day dứt của các bậc cha chủ trước vận mệnh nước nhà. Còn sân thứ ba chiếc giường nhỏ là nơi nghỉ của chị gái bác Nguyễn Thị Thanh. Bây giờ mời đoàn chúng ta vào sân cuối mình thăm nơi bác nghỉ nhé. Thì phải nói công nhận là cái bữa này nó sai trái thiệt mọi người nha. Rất là nhiều trái luôn. Đây có hai bộ phận gỗ. Gian thứ tư bộ phận có cửa sổ là nơi nghỉ của bố bác Hồ. Còn bộ phận gian cuối, đây là nơi nghỉ của bác cùng với anh trai Nguyễn Sinh Khiêm. Bộ phận ngắn hơn trước khoảng 10cm. Bộ cho một người bà con nghèo, mùa đông họ đốt lửa sẽ ấm vô tình, lại lắp cháy tấm phản ngoài cùng, vết lòm cháy. Ở đây ạ. Để các tấm bằng nhau mình cưa ngắn. Hơn 50 năm sau về bác vẫn nhận ra bác hỏi, bộ phận gỗ bác thấy ngắn hơn trước phải không? Đúng như vậy. Ở đây có một chiếc bàn án thư, ngày xưa gọi là án thư, nơi bố dạy chữ cho cả con. Bà con hàng xóm đến đây uống nước chè xanh, ăn nồi khoai luộc. Bên kia có một chiếc rương gỗ, trong kia thì mình gọi là hòm gỗ đựng thóc gạo. Còn bên này chiếc tủ bà con làm sen mừng cho bố bác đổ đạt. Trên là mâm gỗ nhà bác tiếp khách quý. Còn bình thường cả gia đình chỉ ăn cơm mâm tre dưới bếp. Chúng ta thấy là đồ gỗ như thế này là vẫn giữ nguyên 121 năm rồi. Chỉ có tranh tre nửa lá, mình khôi phục lại. Mãi tranh là khoảng 2 năm lượt một lần. Bây giờ mời anh chị em chúng ta thăm ngôi nhà bếp dưới này. Để con cảnh sát nè mọi người. Anh ơi! Anh ơi! Thôi đi bà! Thôi đi bà! Ở trong đây mát hả? Máy là khi sáng thì nhìn đắng, nhưng mà giờ lại để đúng rồi, đúng rồi. Lâu lâu cái được thưởng thức cơn mưa rào của mấy anh em nó ban phát cho. Ôi thật là vinh hạnh. Về ra bật trọng mấy tóc. Màu trắng thiệt không? Đâu. Kiểu như là mình được sao ta? Tẩy uế. Khử trùng thải độc các thứ.
Nãy đi ngang bụi tre mọi người, cái gió hỏi bụi tre kêu kẹt 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 kẹt, cái con bé dân cha này nè, nó nói với chị Chi là bamboo. Bamboo tức là cây tre tiếng Anh mà bỏ nghe nghe được chữ bem không à, tại vì bên tiếng Hàn bem là rắn á mọi người. Bỏ vừa nghe chữ bem cái là bỏ chạy kiểu như là hết hồn. Bây giờ Tiên sẽ đi vô đây để thắp hương chỗ nhà tưởng niệm Bác Hồ nha mọi người. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh nè. Tự nhiên đi đúng ngày luôn mọi người. Giống như là vận mệnh vậy đó. Đây có nguyên một cây hoa đại nè mọi người. Hoa này là các chị em ở Việt Nam khi mà đi du lịch thường hay gà lên mái tóc và chụp hình xấu ảo nhiều lắm nè. Thấy nhiều lắm luôn á. Đây là chiếc xe đưa đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê ngày 16 tháng 6 năm 1957 nè. À, người đàn ông chuẩn men. Sau khi thăm nhà của Bác Hồ và thắp hương xong xuôi thì bây giờ tụi mình sẽ đi đâu nè? Cửa lò. Cửa lò để làm gì nè? Nước từ trên trời đổ xuống, nước thánh. Về nó đái nữa mọi người ơi. Ủa chỉ chân không bộ. Ủa chính trời trời. Chị Mì Chi kiểu không thể tin được. Unbelievable. Chị Mì Chi lần đầu tiên trong đời hứng dính nước đá về. Bây giờ mình ra cửa lò mình ăn gì nè? Hải sản nha. Đây là gian hàng trưng bày giới thiệu ẩm thực các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An nha mọi người. Như là ôi chào em. Chào em. Dạ. Ngoài gì trẻ quá. Cảm ơn. Trời ơi, mua cái mày được. Dạ. Đây là mi, mi sợi chị ạ. Mi sợi hả? Mi rau củ á. Rau củ. À, dạ chè miên nhỉ. Chè miên. Ở trong trong ảnh á nhìn thẳng thẳng ngoài đẹp. Đây là hết chị cái vàng này coi. Rồi theo review của bé thì cái mì này là ngon đúng không cưng? Đúng rồi. Đây là chị sẽ mua nha. Nhưng mà tại vì Tiên còn đi nhiều nơi á không có mua được nhiều á nên là mua thử một cái gói ăn thử thôi. Còn mua ăn thử một gói lớn. Mọi người ăn không nè, mình mua cho luôn nè. Có ăn muốn ăn mì này không, mình mua. Bao nhiêu tiền đấy chị? Không, đem trả cho. Không, đem trả cho. Ừ, thôi, trả đi không được. Đây là tương Nam Đàn, đặc sản của Nam Đàn. Cái này món này, nước thanh trương tương Nam Đàn. Nước thanh trương tương Nam Đàn. Để chấm rau khoai luộc hoặc là kho cá rất ngon. Wow, em mua đi, chị mua tặng em chai. Không, nhà em làm được. Thành Léo. Đây là mặt ong thiệt của Nam Đàn nè. Anh thả sao có 싶은데 사서 어떻게 가져가. Bởi vì cái này mình muốn mua hết luôn mà không có đem về được, tức gì đó. Cái này sao chứ. Wow. Sao chứ? Đi đi sắt sờ sắt sờ, mềm sắt sờ. Ừ. Thôi chị, bye bye em nha. Bye bye. Rồi, bây giờ mình sẽ vô đây để ngồi uống nước xíu cho mọi người. Dưa xiêm của Bến Tre. Dưa xiêm Bến Tre. Một qua nữa. Dừa xiêm của Bến Tre nha. Mẹ làm à? Dạ. Đây ẩm thực mẹ làm ở Thánh Trương nha. Dạ. Đấy, kèo đó đó. Đây là quà của Bến Tre đem ra tặng cho Tiên và mọi người. Đồ nhà làm handmade. Đồ của má làm bao ngon nha. Bình thường là Tết thật là gì gì đó. Wow. Không, cái kèo này là ngày xưa là kèo chơi. Cái này gọi là kèo cua đơ. Không, kèo này gọi là, bọn em gọi là kèo lạc. Kèo lạc được đó. Kèo lạc bánh ong là khác. Bánh ong sẽ mềm hơn. Ngon ngon lắm. Thằng chi chị mua thanh trương đi. Làm bánh kế. Chị là thanh mì. Mình nhìn xả lắm. Thế là chuyện gì đây? Mẹ làm mày em? Dạ, dạ. Món này, mẹ em họ đặt mà không làm được bán ạ. Chỉ đông biểu thôi. Cảm ơn. Ngon được không anh? Ngon, ngon. Mẹ mày làm hôm kia đó. Wow. Bình thường Tết mẹ mới làm đó. Khi nào? Dạ. Ngon cả. Người ta chạm được kem mà. Cái này là gì chị? Cái này là kèo lạc me. Bây giờ chị sẽ ăn thử cái này nha. Gọi là kèo lạc cho mọi người. Dạ, chị ăn thử kèo lạc của bé Trang đem qua nè.
생강맛 들어간대. 생강 들어가네. 물어봐. 마 hỏi là có vị có ở gừng đúng không? À, maista. Ngon quá, mềm mềm. Dù đang niềng răng nhưng mà ăn vẫn được bình thường nha. Mà thơm mùi gừng. Mềm lắm mà. Không ngọt đó. Quá. Mùi lắm cái dịp đấy là họ đặc mềm mềm. Mà nhưng mà không ngọt mà nó cũng rất là kiểu như là thơm đậm bỏng lắm rồi. Nói chung là bột nếp ráo. Ráo. Mật. Đấy, đã. Cái gì thì xá là thì nhiều nơi nữa em đến chẳng có bảo được. Múa nó qua được ném mà lên mình để cái xe bán tí để vào 6 tháng. Đi đi mấy bảy thằng nhà sách năng ấy chị. Bỏ cho bé bên móc. Em ơi bóc luôn cái này. Dầu. Mình phô mẹ em làm à? Không, mấy phô em đặt. Mình phô mẹ em làm luôn. Nó có vải đóng được á. Dạ, anh ấy gửi cái màu của em à? Vải vươn đó anh ạ. Vải vươn à? Dạ. Ồ. Thôi được rồi, dùng vươn này hứng lắm. 81 của tôi là người. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Ai thì có tiền luôn, có ai vô đây nó có tiền. Nhẽ cái vô này ra giùm em, cái bằng cái giọng. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Thì bỏ vào cốc vào đây đi. Wow. Nhờ nó. Tới công chuyện. Cảm ơn kết xuyên ra. Anh. Cái anh đây bên đấy. Chay ở tê, có chay ở tê, chị chay ở tê. Ăn nghi. Ăn. hơi già. Đỡ vậy qua bên kia anh đấy. Được rồi. Yo. Ấy cái chụp cái này. Mua em bé. À. Mua đang sợ rồi cô na. Bao giờ? Bà mì chiên bị mê cá dừa. Wow. Khoái khoái chạy nước mê. Wow. À, chị bụt quá. Quá bắt đầu. Chơi tỏ. Không mà. Địa điểm tiếp theo của chúng ta đó là biển Cửa Lò theo như yêu cầu của quý vị khán giả nha. Mọi người comment kêu Tiên đi Cửa Lò quá trời luôn, cho nên là hôm nay Tiên đã tới Cửa Lò rồi nè. Đây, sóng đánh được nhiều luôn. Thì mình sẽ không tắm biển nhưng mà mình sang hải sản đây nha mọi người. Hai đứa đâu trời? Hai đứa kia xuống dưới nó dọc nước dưới này kìa. Ông kêu đi không đó hả? Phải không? Ông muốn bắt kêu rồi, ý là đi không đúng không? Nếu cứ thật là xuất tình đây. Đi cái đầu ít. Ủa rồi phải còn. Muốn đi cái đó mà không có đồ. Đây là Facebook của em Trang bán vé đặt phòng khách sạn các thứ nè mọi người. Tại vì tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc doanh ngành quản trị lịch. Rất là tận tình tỉ mỉ luôn. Có rất là nhiều bạn hỏi Tiên là mua đi vé ở đâu. Nhưng mà Tiên không có trả lời hết mọi người từng người được á. Tiên không có trả lời hết từng người được. Nhưng là Tiên sẽ đăng video này ở đây rồi mọi người xem vô inbox cho em để mua vé nha. Đảm bảo cưng mọi người như là người yêu mới. Phía sau lưng Tiên là những cái thuyền thúng này chắc là người ta dùng để bơi ra ngoài cái thuyền bự ha em ha. Bơi ra thì đánh bắt câu mực. Bơi ra câu mực các kiểu rồi ha. Nhưng mà chị tưởng đâu là kiểu như người ta không có cho thuyền bự vô đây được á, nên là mình dùng cái thuyền thúng này mình bơi ra ngoài để mình lên thuyền bự. Đánh bắt hải sản. À. Kiểu gần bờ. Hả? Dịp quay lâu à? Yeah. Lên. Anh nhỉ. Để tá đó từng đã. Mặc dù không hiểu tiếng Việt, không biết tiếng Việt nhưng mà nghe hiểu được hết nha mọi người. Hai bé nãy làm gì? Hai bé nãy làm gì đây ra? Nó đang dọc nước rồi mọi người. Wow, sóng đánh dập dìu luôn. Ở đây có rất là nhiều thuyền thúng luôn mọi người. Và người ta treo những cái này giống như là cờ hả? Cái này là cờ hả em? À, em hỏi em bé đâu mà nó em chả biết nữa. Hưng. Dạ. Cờ hả em? Cờ hiểu thôi. Cờ hiểu hả? Dạ, đúng rồi, thanh niên quân đội có khác ha. Mấy chén đang làm gì nè? What are you doing? Em làm món nhút nôm thanh trướng. Wow, đặc sản ha, ngon à. Cái này của má em làm hay là em làm? Mà em chuẩn bị. Đấy là nhân vật chính ạ. Cho chị nhút. Mà em mình thành thành đó. Cho chị gửi lời cảm ơn mẹ nhiều nha. Dạ. Con cảm ơn bác, con sẽ ăn rất là ngon. Nhút.
thanh chương vô tình đậm mít non, người ta gọi là nhút. Không, mít non phải làm ra thế này mới gọi là nhút ạ. Trong là thanh tâm chỉnh đó. Ok ok, thịt này thịt gì em? Thịt lươn ạ, thịt heo. Heo, trời, con bé thật tinh tế nha, biết đổ thịt heo đó chứ. Không nhà được á. Bỏ dừa đấy chưa? Đây là rau. Mình bỏ rau thơm lên trên em ha. Dạ, đây là rau canh rợi ạ. Không, còn bia không bồn á. Thanh đây. Đây là gia vị thôi ạ. Gia vị là cái gì, muối hả? Dạ. Đúng rồi. Đậu phộng rắc lên là xong. Đó. Bánh đa đâu, bánh đa đâu? Bỏ vô xúc nè. Nhà thử lấy bánh đa xúc. Lấy bánh đa thôi. Lấy bánh thô. Thế để em thử trước. Lớn ngon đẹp con. Thử con mặt nhạt gì đây. Làm đi, mình làm mình tự thử trước luôn coi ngon không mà hãy cho khách ăn. Ai hỏi xin lên đẹp. Này, mất kinh nhận rồi đi. Đi. Sao bé? Rồi nó ăn được, yên tâm đi, ăn rồi, ăn đi mọi người, vô mọi người, xúc 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 đi. Xúc đi, xúc đi, xúc đi. Ăn đi, ăn chay mua là mình. Hôm nay rất là vinh hạnh và hạnh phúc khi được mẹ của bé Trang chuẩn bị cho mình món này nha mọi người. Lần đầu tiên được ăn món này luôn á. Ôi, sung sướng hạnh phúc biết bao nhiêu. Cảm ơn em. Thơm đậu phộng nha. Ngon thơm. Còn lắm mặt. Bồi bồi. Đúng chừng đó. Đúng rồi. Có vị mặn mặn, ngọt ngọt, có muối đường nữa. Cái nhúc này là nó mặn sẵn rồi em. Dạ là muối để mới dư được lâu chị. Cho nên là nó có vị mặn sẵn đúng không? Dạ. Cho nên là như cầu ca muối. Cái nhúc nó có vị mặn sẵn thì mình sẽ ăn kèm với thịt luộc các thứ rồi nó rất là hòa quyện với nhau, rau thơm rồi. Ngon rồi. Ông bà ta có câu đi một ngày đàn học một sàng khôn, quả là không sai. Từ hồi về Nghệ An này được trải nghiệm biết bao nhiêu điều tuyệt vời luôn mọi người. Rồi ăn đi mọi người. Cho càng ăn lên đi. Ăn đi hơn. Tắm cho chị đến rồi đấy. Ok ok, quay lên luôn, quay lên luôn. Rồi hai món đầu tiên đã lên là tôm thấp thấp sả ớt và ốc hương thấp sả ớt nha mọi người. Thì mình sẽ chấm với lại nước muối ớt tiêu chanh nè, nước mắm gừng sả nè, và cái sốt này nữa mình sẽ ăn kèm với rau. Quá mà chủ mưu hết nữa rồi. Để dẹp cái chỗ này đi Hương ơi, cất cái điện thoại đi. Cái tôm tít đi chị cắt cho em này đi. Wow. Đây là hàu nướng mỡ hành. Ấy hàu hấp hay em nữa? Nướng mỡ hành. Hàu nướng mỡ hành. Wow. Nước ăn xong rồi chả? Ừ. Cảm ơn mọi người sức khỏe nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lại. Rồi, ăn mạnh lên nha mọi người, ăn mạnh lên nha. Bỏ cái điện thoại vào trong anh. Bỏ đó đi, đây thôi. Ngon không? Nước ngon. Ngon ngon mà. Đúng người nhà nào. Nào tôi nên là rất là ngon mọi người. Ôi, cảm ơn em. Đẹp trai quá. Nào tôi, ngọt. Nóng hổi. Kèm mình không ăn, mình không ăn nữa. Đậu phộng với lại hành phi các thứ rồi mọi người. Thơm lắm luôn. Mở chưa? Còn muốn ra ta? Có vẻ mì không nút thì không. Bánh mì nó rất là béo luôn. Cái tẩm này yếu hè, không chọc được. Wow, cá chứ. Đúng rồi. Chế cho em thêm bạn đơn mặn nữa. Hai bạn nhé. Tiếp theo là mình sẽ ăn thử con ốc chấm ốc. Dưới nước chanh đẹp. Có thắng với tiền không đẹp. Ốc chấm cái gì ạ? Mắm gừng nha. Mắm nước mắm xì ạ. Má xì á, một tông. À nhưng rồi, ta đưa sốt xì nè mọi người. Chúng tít con chữ nha. Tít cơ sở mắm các bạn. Rồi nhưng mà có này ngon chị. Kim mà khô bi á thì. Tại nên anh có cái đồ ăn riêng mà. Hai cái đó hả? Cái xì ạ. Chứ cái chất mua vậy. Cái tầm này chưa có gì. Quá mệt rồi. Cảm ơn em. Dễ luôn. Ốc nó rất là tươi ngon mà chấm với cái mắm gừng đó mọi người. Nó tê. Có ăn được không vậy? Có ăn không anh? Ăn chưa mà. Ngon đâu, ăn chay mà. Xong. Mà ăn chay. Giảm cân, không ăn đồ nào, ăn đâu, đừng tị. Ngon không? Ăn chay. Ngon không con? Có đồ cuốn hả? Cá trích này có bơi sau này mình. Nếu mà mọi người có bồ quá thì tiên khuyên mọi người nên lựa cái người nào mà đi ăn mà người ta lọc tên cho mình ăn á thì hãy quen. Đúng không mấy em? À chính xác rồi. Còn thằng đó.
Thật chung mà. Thật chung ấy. Chỗ thải. Ờ. Không biết sao không? Ăn chưa? Ăn này. Nè, em chưa kịp rồi chưa kịp. À bố nhìn. Anh ơi, làm cho em con này. Dạ. Anh tài xế ơi. Anh ơi. Bác sĩ đồ khổ ăn nha. Nè em, nãy giờ tắm biển cũng mệt mỏi dữ ha. Ăn đi. Rồi, đây là cho người lột tôm nha, rồi xong sạch dễ luôn. Ừ, nè. Thank you. Wow. Thiệt thiệt. Hay có nè. Hay thiệt á. Biết không nào? Hả? Có chưa tại đi cá này có chưa làm tháo à? Đấm nhỏ. Cá ngon mà hơi nhiều xương ngay cái điểm được nha. Cách đích lấy siêu nhiều xương á chị. Cái này là bên hàng là người ta là ăn gỏi sống không à? Ăn gỏi sống nhiều lắm. Đúng rồi. Đây khó mà. Mà nhai luôn xương luôn á. Đây là món nồm sứa nổi tiếng của nghe không? Nổi tiếng không? Đặc sản luôn không? Biển lò đấy. Đặc sản cứ lò đấy nha. Vô gì thích xong mua đề ạ. Dạ. Share hả? Mời các cô nhân share. Cái này là đồ phổ là ăn cuốn với cái này thì cũng được. Cái này à, để dán ăn thử. Ai mừng nướng không à? Ừ. Ở đây nè, quấn chưa? Má làm không rồi? Sao không rồi? Cái này về cái này đã bỏ góc cái này vào. Hay phá đi nãy mình chấm cái gì bé? Chán em đừng chung nhau đây à? Quá vậy. Bỏ bên kia cho anh bệnh. Xin cái dĩa trong bỏ bệnh cho anh nữa đi trời. Không, quay. Anh chay. Chay gì mà nãy giờ lương mà cá làm hết anh chay. Nhiều áo hết, bên đây nhiều áo hết. À, mực nướng này gì vậy? Mát rồi. Mực tươi nướng. Có trứng không? Trứng đó. Trứng đó. Cái này gì? Để em thử. Giòn rồi, cảm giác tươi mát, nhai lắm. Ngon nè, đẹp quá đẹp.
Ờ đúng rồi, phải dùng cái từ là giòn xong chậm em chị đây đấy thôi. Rồi bây giờ cả nhóm mình sẽ đi về nha mọi người. À, ăn quá trời no luôn, một bụng hải sản luôn, cửa lò, à, cháo lương, tất cả đều trải nghiệm hết xong hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên ngày hôm nay nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Dì Quân TV và trang Facebook làm đi cười tiếng tiên mọi người.